Chào mấy bạn nha. Thì hôm nay là mùng 3 Tết. Mình không làm gì hết. Giờ đi ra ngoài cái đám thanh long ngoài trước nhà mình để quay phim cho mấy bạn xem. Thì ngay trước cửa nhà mình là xung quanh nhà mình luôn là thanh long là tứ phía hết mấy bạn. Ở đây người ta trồng thanh long mà. Thì bên đây là quê vợ, bên bên đây là quê vợ của mình. Thì đây để mình sẽ đi ra ngoài chỗ này mình quay phim cho mấy bạn xem. Nay trời đã tối rồi thì nó có cái đèn nó đang sông đèn nè, thì mình sẽ ra cái chỗ mà có sông đèn á quay cho mấy bạn xem cho rõ nha. Còn mấy chỗ kia nó tối thui rồi không có nhìn thấy đường, thì bây giờ mình đi thẳng ra chỗ đó nha mấy bạn. Bây giờ mình sẽ đi thẳng ở đây nha mấy bạn. Cái con đường mình đang đi nó rất là nhỏ, cái đường này nó dẫn thẳng từ ngoài đường lớn đi vào trong nhà mình. Từ trước lúc mình mới bắt đầu về đây làm rẫy thì mình đã đo đường này mấy lần rồi các bạn, nó còn hơn là đường của mấy bạn khi bạn lái xe nữa. Cái đường này nó rất là hẹp nên là giờ mình đã đi ra tới cái đám thanh long đang xong rồi mấy bạn. Để mình đi một vòng phía bên ngoài trước cho mà, thì mình cũng không có đi vô trong đâu tại vì đèn nó đang xong cho nên là rất là nguy hiểm, lơ tơ mơ là điện nó giật chết ngắt luôn đó nha bạn. Mà cũng không ai cho mình đi vô cái chỗ đang xong đèn, rất là nguy hiểm. Mình chỉ đứng ở ngoài mình quay sơ sơ cho các bạn xem thôi. Ở đây thanh long rất là nhiều. Ở chỗ này là dưới tầm du chỗ thành Long An nha các bạn. Khu này là khu trồng thanh long. Hôm nay mùng 3 Tết, sáng giờ là mình nhậu hai chập. Uống một chập ở nhà và một chập là qua bên nhà cô hai, nhà kế bên, và mình cũng mới vừa tắm, mới vừa tỉnh dậy luôn. Giờ đang ở trần đi ra ngoài nào quay phim với bạn xem. Thanh long rất là nhiều luôn. Thì cái đám này là cái đám thanh long ruột trắng nha mấy bạn. Ruột đỏ thì người ta đã xong trước Tết rồi. Trước Tết là người ta đã xong và đang ra trái. Độ khoảng chừng không tới một tháng là có cắt rồi đó. Còn cái này là thanh long ruột trắng. Thanh long ruột trắng thì nó khác so với thanh long ruột đỏ. Vừa rồi thì cái đợt ở trong Tết, cái đợt cuối, đợt mùa thì giá rất là thấp. Mấy đợt trước đó thì giá cũng được lắm. Nhưng mà cái đợt cuối cùng, đợt mùa vừa rồi thì giá chỉ được có 2-3 ngàn ký à. Cho nên bán lỗ. Nó hơi tối nha mấy bạn. Tại vì trời đang giờ này cũng khoảng 9 giờ rồi, trời tối thui rồi. Để mình chung vô trong đây quay cho mấy bạn xem. Nè bạn, nó một dải đèn, nó xen đèn giữa đèn màu vàng và đèn màu hồng. Đây là cái đèn màu hồng này. Cái đèn này nó nhẹ điện hơn cái đèn màu vàng các bạn. Người ta xong như vậy là để cho nó tiết kiệm điện. Nhưng mà những cái bóng đèn dài này á, những cái bóng đèn dài này thì nó chỉ có 20W à. Nó nhẹ điện hơn cái bóng đèn tròn. Bóng tròn nó hình như là 60W rồi, nó nặng điện hơn. Mình thấy có chỗ nó xong còn nó xong toàn là đèn màu hồng không nữa. Không biết xong như vậy là nó có đậu trái hay không, nó có nhiều chỗ người ta xong nó không có đạt đó mấy bạn. Trái nó sẽ không đậu, nó không ra bông được. Rồi phải xong đi xong lại mấy lần á. Làm như vậy nó rất là lỗ. Ngon mà tiền xong đèn không mấy bạn mà thấy mà tới lúc mà giá nó bị tụt giá rồi mà xong đèn. Bán thanh long lỗ tiền xong đèn luôn. Làm thanh long này có người thì rất là giàu luôn, có những người mà người ta
ăn nó làm ra. Đất người ta nhiều mẫu, người ta làm giàu từ cái trái thanh long thì rất là dễ luôn. Còn có người thì thanh long người ta ít, không có được nhiều đất, trồng không có được bao nhiêu trụ cho nên là cũng không có khá giả gì mấy. Nhưng mà cái đám bên đây là đám thanh long ruột đỏ của ông anh ba mình, thì cái đám bên đây là xông cùng lượt với lại đám thanh long phía sau nhà mình, và trái của nó đã được như thế này nè, trái của nó đã được như vậy rồi. Ăn Tết xong chừng khoảng tháng là sẽ cắt được rồi đó. Trái này đang màu xanh, nó đang xanh, thì cái đám này cũng mới trồng lại luôn. Vừa rồi nó là thanh long ruột ruột ra ruột ruột trắng, xong rồi anh ba nó anh phá đi trồng ruột đỏ, nó sẽ kinh tế hơn. Thì những cái cây này là cũng khoảng 2 năm rồi đó, cũng khoảng 2 năm đó bạn. Xông đàn như thế này thì xông khoảng nửa tháng nha các bạn. Có người thì người ta xông 15 ngày, có người thì người ta xông 17 ngày rồi người ta rút dây rút đèn hết, để cho nó tự ra bông. Nếu mà xong mà đạt thì nó sẽ đậu trái, còn không đạt thì có người người ta phải xông lại, xông 2-3 lần vậy, rất là tốn kém. Đây nè mấy bạn thấy cái ghim này không, đây thấy hai cái ghim này không, là khi mà xông đèn là người ta sẽ kéo hai cái cọng dây cái nha bạn, kéo hai cọng dây cái từ cái bình hạ xuống, rồi bắt đầu sẽ có những cái cọng dây con này nè, nó sẽ nối từ cọng dây cái đó đi chạy dài suốt cái liếp thanh long. Rồi bắt đầu là những cái bóng đèn đó, là nó có sẵn như thế này, nó có cái cọng dây lòi ra như vậy nè, và nó có hai cái ghim bằng kim loại á, nó có cái đầu nhọn á, rồi bắt đầu đâm thẳng vào trong cái cọng dây luôn, ghim xuyên qua cái cọng dây luôn nha. Chứ người ta không có câu điện như là điện gia đình, làm như vậy nó rất là lẹ mà nó lại nguy hiểm lắm. Cái này chỉ cần mình không biết cọng nóng hay cọng lạnh, đụng vô là nó giật, là nó giật thẳng cẳng liền, cho nên là rất rất là nguy hiểm. Có những bạn nào mà muốn tham quan những cái vườn thanh long mà đang xong thì để ý cái này là được rồi, mình đừng có đi gần nó quá nguy hiểm lắm. Thì mình cũng chỉ quay vòng vòng ở ngoài thôi chứ mình không đi vô, quay qua quay lại nhiều khi mình không để ý, quơ tay đụng trúng là nó giật nằm chết ngắt liền. Phía bên đây thì phía bên đây người ta xông toàn là màu đỏ nữa bạn, toàn là đen màu hồng không à. Bên trong thì cũng có đen màu vàng nữa. Cái đám mình cũng rất là rộng, thì ở xung quanh đây toàn là thanh long ấy. Ở đây người ta chỉ trồng thanh long thôi. Bữa trước mình có làm một cái video mình về quê của mình ở trên Kiến Tường, thì mình quay cái cánh đồng lúa ở phía trước cửa, là ở khu đó người ta trồng lúa nha các bạn, chủ yếu là lúa và có dưa dưa hấu xen canh, dưa hấu dưa gang. Còn ở đây thì khác, ở đây thì cái cây trồng chủ yếu của người ta là thanh long. Cái đường này nếu mà đi thẳng thì sẽ qua bên nhà ông anh Tư của mình, ông anh bà con bên vợ nữa. Xung quanh đây toàn là bà con không à, nhưng mà bên đó chắc là ngủ rồi, giờ này thấy tắt đèn tôi thôi. Còn cái đám thanh long của bên vợ mình thì nó nằm ở phía sau nhà các bạn. Trái này cũng cũng cỡ này rồi, trái nó cũng cỡ này rồi, thì ăn Tết xong khoảng tháng là có cắt rồi đó, là chuẩn bị gánh thanh long bán rồi đó bạn. Thì cái đợt này giá cũng tương đối được khoảng hơn 20.000 ký á. Vừa rồi thì mình có nghe nghe mẹ nói là đã đặt cọc rồi, 20 mấy ngàn ký á, thì giá đó là bán cũng được á,
cũng có lời rồi, đặt cọc sớm để sợ tới đó nó bị xuống giá nữa. Lúc đó là thanh long nó rộ lên thì lái á, nó ép giá mình nhiều lắm, chứ nó mua không có được cao, thành thử là mình phải đặt cọc trước, đặt cọc trước. Bây giờ mình đi vô nha mấy bạn, chỉ quay sơ sơ cho mấy bạn xem vậy thôi, mình không có đi vô được, đi vô là nguy hiểm lắm, gặp mình đang ở trần nữa, không có mặc áo, vua tay trúng đó là chết liền. Có những đợt mà thanh long nó bị mất giá đó các bạn. Cái khi mà nó có giá thì một trái thanh long là bạn có thể ăn được tô phở đó. Có những đợt nó tới năm mươi mấy 60.000 ký đó. Mà một trái thanh long hơn nửa ký là biết nhiêu tiền rồi, bạn có thể ăn được tô phở bò luôn. Còn nếu mà khi mà nó bị mất giá rồi thì nó không mua đó, lái nó không mua là chỉ có nước đem đổ thôi chứ không làm gì. Là thanh long người ta đem người ta đổ ngoài đường, đổ đóng 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 ngoài đường mấy bạn, cho nó tự nó phân hủy rồi nó rã ra thôi, chứ cũng không có ai mà ăn tới nó. Thường thì những người mà trồng thanh long thì rất là ít ăn thanh long nha các bạn, người ta trồng ra vậy thôi chứ người ta ít ăn lắm. Riêng mình thì thanh long mình cũng rất là thích ăn, tại vì thanh long mà mình ăn vừa vừa thôi chứ không phải là ăn nhiều, mình ăn vừa vừa thôi thì nó cũng rất là tốt. Cái hộp của nó bạn, cái hộp thanh long nó tốt lắm, mai mốt mình sẽ chế ra những cái thức uống mà từ thực phẩm bổ sung mà mình bán đó, mình sẽ đưa vào máy xay sinh tố, xay chung với thanh long uống cho nó ra làm sao. Mốt mình sẽ làm mấy cái video đó cho mấy bạn xem thử nha, uống chắc cũng được đó chứ. Thanh long đó thì là cái loại mà trái cây mà cũng rất là nhiều người thích ăn, ăn nó ngon lắm. Thôi mình đi vô đây mấy bạn, thì cũng đang ở không nên mình nảy ra cái ý tưởng ra ngoài này quay cái vườn thanh long cho các bạn xem, thì chắc là nhiều người cũng chưa biết đâu, còn bạn nào mà biết rồi thì thôi, thì thanh long đang sông đèn nó là như vậy. Thì nếu mà thấy video hay thì các bạn hãy nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho kênh của mình nha, và hẹn các bạn vào những cái video tiếp theo. Bye bye, xin chào tạm biệt.